đây nè. Bữa giờ không đi luôn đúng không? Đi đâu? Đi thằng bé rồi. Đây người nhà mấy mẹ con đi thôi chứ khách cũng không dám đi. Bữa nay có chú luôn mà không còn gì khác. Ờ, cái gì vậy? Đó là chú ơi, thật kìa. Còn nhớ còn hai ba con à. Cái gì mua thêm cái thôi nữa, nãy chợ mua cái thôi hả? Trời ơi. Trải nghiệm không? Trải nghiệm là 25 nghìn. Đúng rồi. Chứ gì nữa, chứ giờ cái hôm nay 25 nghìn. Giờ trải nghiệm cái 25 nghìn khác tự chịu. Những lúc đó là thích trải nghiệm. Lúc đó chị thấy còn ở đường nhà ta bán cho nó trải nghiệm ngon mà ta chị bà ấy đỡ phải nước à. Làm đám mày rồi thì cái bán thù bán rồi đó. Về nhà ăn ăn không cho sướng. Trời ơi, sao vậy? Bị ma mẹ nó luôn đó mà. Không phải ăn thịt nè anh. Anh thịt đó, ăn thịt này với được. Không ăn thịt em nha. Thu thịt ba thịt em thôi xin. Đưa đây, qua đây luôn, qua đây luôn, nhanh lên. Giờ thì ăn chắc nữa đấy mọi người. Rồi tay bắt đèn. Mẹ ơi, cái chân nhỏ nhỏ thôi, mình đi nhẹ nhàng thôi, mình ngồi đâu mình ngồi yên đó. Còn mới chiều nó vô đây con quýnh cái giò nó mới dặm á. Rồi thấy má, thấy ba mấy cái là bắt đầu nó khóc liền rồi, mấy này thì không nhận thiệt. Bình lắm nè.